chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của kênh mua sắm trực tuyến Meta.vn. Và trong video ngày hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn sản phẩm máy siết bu lông chạy pin Makita TW100DWE. Và ngay bây giờ thì hãy cùng Thu Phương khám phá chi tiết sản phẩm này nhé. Và chiếc máy siết bu lông chạy pin Makita TW100DWE là sản phẩm chính hãng Makita, được sản xuất với công nghệ hiện đại của Nhật, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cùng độ bền đạt lại tốt nhất. Và bây giờ thì Thu Phương sẽ mở hộp sản phẩm để cho các bạn xem là bên trong có những gì nhé. Bộ sản phẩm gồm phiếu bảo hành của sản phẩm và sách hướng dẫn sử dụng, một máy siết bu lông chạy pin Makita, hai pin 10,8V, dung lượng 1,3A, một đốc sạc, có hộp đựng kèm bảo vệ sản phẩm. Máy không kèm theo đầu tuýp nên là các bạn có thể mua các loại đầu tuýp sử dụng phù hợp với các loại bu lông và mũi vít. Như các bạn có thể thấy thì chiếc máy siết bu lông chạy pin Makita TW100DWE có kích thước gọn nhẹ với trọng lượng chưa đến 1kg, giúp bạn có thể dễ dàng cất giữ hoặc mang đi xa. Tay cầm của máy được bao bọc bởi lớp nhựa dẻo tăng cường độ nhám nhất định, giúp chống trượt và an toàn. Máy có khả năng chịu nhiệt, chịu lực và chịu va đập cao. Phía trước tay cầm có cò bóp rất tiện lợi. Thanh gạt đen nhỏ này là để đổ chiều khoan. Có đèn LED chiếu sáng khu vực làm việc. Makita TW100DWE được thiết lập chạy bằng pin, thiết kế với thời lượng sử dụng lâu, giúp bạn có thể yên tâm duy trì công việc liên tục. Tốc độ không tải của máy lên đến 2.300 vòng trên phút và lực siết tối đa đạt 110 Nm, giúp máy hoạt động mạnh và có hiệu suất không ngừng gia tăng. Có thể vặn được nhiều loại ốc khác nhau như ốc máy M8, M12, ốc tiêu chuẩn M6, M10 và Rento 9,5mm. Chính vì vậy thì sản phẩm được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng, sửa chữa, lắp ráp xe các loại, thậm chí là phục vụ ở các hộ gia đình. Vừa rồi Meta đã giới thiệu đến các bạn sản phẩm máy siết bu lông chạy pin Makita TW100DWE. Và nếu như quan tâm đến sản phẩm này thì hãy click vào đường link dưới phần mô tả của video hoặc liên hệ trực tiếp tới hotline của Meta để được tư vấn tại Hà Nội 024-3568-6969 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh 028-3833-6666. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like, subscribe và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video tiếp theo của Meta nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.